Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới nhất. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Mưa lũ Trung Quốc chuyển sang miền Bắc, sông Hoàng Hà tiếp tục hứng chịu bão số 2 tại Trung Quốc, thất ngược thác nước, biến dòng chảy thành mây mù. Siêu bão số 2 xé toạc ban công khu chung cư cao cấp tại Trung Quốc, đập Tam Hiệp đã hết thời đảm nhiệm vai trò đập thủy điện lớn nhất thế giới. Những trận mưa lớn gây lũ lụt do ảnh hưởng của siêu bão số 2 tại Trung Quốc dự kiến sẽ chuyển tướng về miền Bắc trong tuần này. Sau 2 tháng liên tục hoành hành tại miền Nam đất nước, giờ đây sông Hoàng Hà trở thành nạn nhân tiếp theo của siêu bão này. Tại một buổi họp báo vừa qua, ông Giao Duy Quang, Phó trưởng phòng cứu trợ thiên tai và dịch vụ công của Cục Khí tượng Trung Quốc đã cho biết, những trận mưa lớn sẽ xuất hiện tại các khu vực phía Bắc Trung Quốc cho đến cuối tuần này. Theo Cục Khí tượng, tỉnh Thiểm Tây có thể phải hứng chịu đợt mưa lớn nhất kể từ năm 1981. Tờ Nhân dân Nhật Báo trích lời của ông Giao cho biết, lượng mưa ở các khu vực dọc theo sông Hoàng Hà và Hoài Hà phía Bắc và phía Tây Trung Quốc sẽ cao hơn từ 50 đến 100% so với cùng kỳ năm khác. Ông Giao cũng cho biết thêm, một số khu vực sẽ hứng chịu mưa đá và gió rất mạnh. Ông Giao cho biết rằng so với miền Nam Trung Quốc, các thành phố ở miền Bắc hiện có ít kinh nghiệm hơn về việc phòng chống mưa bão và lũ lụt. Vì vậy cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp đối với lượng mưa lớn ngắn hạn, lũ lụt đô thị, lũ lụt trên núi và sạt lở vùng đất. Bão số 2 mang theo những trận mưa nặng hạt đến thành phố Ôn Châu ở Chiết Giang. Chính quyền thành phố này đã ban hành cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, tạm dừng hoạt động toàn bộ dịch vụ tại những khu vực có nguy cơ cao. Bão số 2 đồng thời đã gây mưa to ở Thượng Hải, làm ngập úng đô thị ở một số khu vực và làm gián đoạn giao thông tại một số địa điểm, nước ngập sâu tới 1,2 mét. Ông Ye Cheo Long, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, trong tháng này dự kiến có tới 4 đến 6 cơn bão, trong đó khoảng 3 cơn có thể đổ bộ vào Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây không phải là cơn bão mạnh. Siêu bão này là cơn bão số 2 trong năm nay của Trung Quốc. Chỉ trong 2 ngày vừa qua, cơn bão đã để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng tại các tỉnh thành phía đông và phía nam của quốc gia này. Theo Nhật báo Chiết Giang, cơn bão số 2 đổ bộ vào Nhạc Thanh, Ôn Châu, Chiết Giang. Trong cùng ngày, các cư dân mạng ở Trung Quốc đã ghi lại cảnh dòng thác nước Linh Phong tại núi Nhạn Đàn bị gió lốc từ cơn bão hất ngược lên không trung. Truyền thông Trung Quốc nhận định hiện tượng này đã xảy ra do địa hình đặc biệt của ngọn núi này, cộng thêm sức gió của cơn bão số 2 mang lại đã khiến dòng nước đang đổ sâu xuống bỗng chốc hóa mây mù, tạo nên cảnh quan hiếm có. Trong khi đó, tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, siêu bão số 2 đã càn quét phá hủy nhiều nhà cửa và các tuyến đường đi lại tại địa phương. Một trận lũ quét đã xảy ra ở sườn núi Khôn Khê Thượng, bao vây, thương phương tiện giao thông qua lại, buộc lực lượng lính cứu hỏa phải leo lên vách để giải cứu những người bị mắc kẹt. Một đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy các người lính cứu hỏa Trung Quốc đã phải sử dụng dây an toàn buộc vào những người mắc kẹt để kéo họ về nơi an toàn vì dòng nước lũ không ngừng đổ từ trên núi xuống. Được biết, tới sáng sớm ngày hôm qua, siêu bão số 2 đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang với sức gió giật cấp 13, sau đó tâm bão di chuyển đến cấp độ 20 km/h theo hướng Bắc trong 2 ngày tiếp theo. Bão số 2 ảnh hưởng tới nhiều tỉnh thành ở khu vực phía đông bắc Trung Quốc như Chiết Giang và Thượng Hải. Tuy nhiên, theo trang tin tức thời tiết Trung Quốc vào ngày hôm nay cho biết, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào tối ngày qua tới rạng sáng ngày hôm nay. Cơn bão đổ bộ vào bờ biển Triều Tiên trở thành xoáy thuận nhiệt đới, chấm dứt tác động đến vùng biển ngoài khơi Trung Quốc. Sau một tuần hoàn thành, siêu bão số 2 với sức gió mạnh từ cấp 12, cấp 13 đã để lại những hậu quả hết sức trầm trọng tại nhiều thành phố và tỉnh thành của Trung Quốc. Nhưng bên cạnh những hậu quả thực này, cơn bão còn vô tình làm lộ ra những dự án chất lượng thấp được cải trang thành khu chung cư cao cấp tại Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Taiwan News đưa tin, những hình ảnh về một căn hộ chung cư tại Trung Quốc bị xé toang toàn bộ phần ban công, cửa kính và vách tường đã được chia sẻ rộng rãi trên những nền tảng mạng xã hội nước này sau khi siêu bão số 2 đổ bộ vào miền đông Trung Quốc vào 2 ngày trước. Sự cố này đã khiến một người thiệt mạng. Sau khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào rạng sáng 2 ngày trước, siêu bão số 2 tiếp tục di chuyển đến thành phố Ôn Châu, vốn được biết đến là thành phố của giới đại gia mới nổi. Trích dẫn thông tin của đài truyền hình Cáp Nhĩ Tân, hãng thông tấn Taiwan News cho biết, những trận mưa lớn do cơn bão số 2 đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực, khiến hơn 830.000 hộ dân tại Ôn Châu bị cắt điện. Tuy nhiên, bên cạnh những hậu quả thực tế này thì cơn bão còn đã vô tình làm lộ ra một dự án chất lượng thấp được cải trang thành khu chung cư cao cấp tại Trung Quốc. Đây là một thực trạng đang tồn tại rất nhiều tại quốc gia này. Những hình ảnh được cộng đồng mạng Weibo chia sẻ đã cho thấy phần vách tường, cửa kính và phía ngoài nhiều căn hộ thuộc tòa chung cư 18 tầng tại thành phố Ngọc Hoàng, Thành Châu đã bị gió bão số 2 xé toạc. Một số hình ảnh khác cho thấy phòng khách của người dân bị cuốn theo chiều gió sau khi bức tường bị gió bão xé toạc như xé bìa cắt tông. Một sự việc thương tâm cũng đã được ghi nhận sau khi bão số 2 đổ bộ vào thành phố Ôn Châu. Cụ thể, vào rạng sáng 2 ngày trước, một người phụ nữ 62 tuổi sống trên tầng 11 đã cố gắng đóng cửa sổ trong cơn bão, nhưng luồng gió quá mạnh đã thổi bay cánh cửa sổ cuốn theo cả người phụ nữ này xuống đất và khiến bà tử vong. Khi những hình ảnh nói trên được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, các cư dân mạng Trung Quốc đã chê trách công trình gặp sự cố này có chất lượng quá kém, bất chấp việc trước đó tòa chung cư này từng được quảng cáo là khu phức hợp nhà ở cao cấp. Phản hồi về trùng hợp với phụ nữ 62 tuổi mất mạng do gió bão số 2, bộ phận phụ trách quan hệ công chúng của thành phố Ngọc Hoàng đã giải thích rằng sức gió siêu bão mạnh bão hơn rất nhiều so với những năm trước và có thể điều này đã gây ra thiệt hại cho các căn hộ chung cư. Việc người dân bị ngã do gió cuốn bay và thiệt mạng là do nạn nhân đã bất cẩn khi đóng cửa sổ đập Tam Hiệp.
con đập thủy điện lớn nhất thế giới, được thiết kế để chế ngự dòng sông dài nhất Trung Quốc, sông Trường Giang, nhưng dường như nó đã trở thành giả nua trước những cơn lũ. Khi được xây dựng bắt đầu vào năm 1994, đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để tạo ra nguồn điện phục vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc mà đồng thời còn đế chế ngự dòng sông dài nhất của nước này, bảo vệ hàng trăm triệu người khỏi lũ lụt nghiêm trọng. Đập Tam Hiệp vốn luôn được ví như là một biểu tượng của sức mạnh, con người trước thiên nhiên, trở thành niềm tự hào của Trung Quốc. Tuy nhiên, không lâu sau khi hồ chứa của con đập bắt đầu chứa nước năm 2003, lở đất đã bắt đầu xảy ra. Đi kèm với nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả của con đập này, nhưng bất chấp sự tàn phá nặng nề về người và của chính quyền, Trung Quốc vẫn tuyên bố đập Tam Hiệp đã thành công trong việc ngăn chặn nước lũ. Công ty điều hành của con đập cũng tuyên bố rằng đập Tam Hiệp đã ngăn chặn được 18,2 tỷ mét khối nước lũ. Song đập Tam Hiệp vẫn là một cấu trúc đầy cảm hứng. Theo NASA, đây là một trong số ít các cấu trúc nhân tạo trên trái đất có thể nhìn thấy rằng mắt thường từ không gian, con đập khổng lồ nằm ở thượng nguồn của sông Trường Giang và giúp ngăn chặn lũ lụt ở hạ lưu bằng cách giữ nước trong mưa trong một hồ chứa lớn và sau đó kiểm soát việc xả nước qua cửa cống. Vùng hồ chứa có chiều dài khoảng 660 km, trải dài qua các thung lũng hẹp của Tam Hiệp, kéo dài đến thành phố Trùng Khánh là nơi sinh sống của hơn 30 triệu người dân Trung Quốc. Trong mùa khô, mực nước của hồ chứa được giữ ở mức tối đa là 175 m để tối ưu hóa sản xuất điện tại nhà máy thủy điện liền kề trước khi những cơn mưa mùa hè kéo đến. Nước được chút giảm xuống còn 145 m để chuẩn bị đón dòng nước lũ đến. Tuy nhiên, một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất của dự án này là chi phí khổng lồ để bồi thường cho dân làng sống hàng thế kỷ bên sông hồ. Để mở đường cho hồ chứa khổng lồ con đập, khoảng 1,4 triệu người đã phải sơ tán, bỏ lại nhà cửa. Phần mộ của tổ tiên, một cộng đồng dân cư bị chia cắt, những cánh đồng hoa màu cũng bị vứt bỏ. Số người phải sơ tán khi xây dựng đập Tam Hiệp nhiều hơn số người dân phải sơ tán khi xây ba đập lớn nhất của Trung Quốc cộng lại. Thảm họa đầu tiên xảy ra vào năm 2003, ngay sau khi hồ chứa tràn nước lần đầu tiên, khi mực nước cao 135 m, sạt lở bắt đầu xảy ra, vài tuần sau xuất hiện những đường nứt gãy lớn trên bờ kè, khiến một ngọn núi gần đập Tam Hiệp bị sạt lở và trượt xuống sông. 24 người thiệt mạng, phá hủy 346 ngôi nhà và khiến hơn 20 chiếc thuyền lật úp. Năm nay, khi lũ lụt ngày càng tồi tệ, những tin đồn về sự biến dạng của đập Tam Hiệp xuất hiện trở lại. Một trận lở đất do lũ lụt ở Trung Quốc đã chặn một con sông ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh, đe dọa các khu dân cư và một nhà máy điện gần đó. Theo Tân Hoa xã, trận lở đất 1,3 triệu mét khối đã tạo thành một hồ nước trên sông Nhan Cang, một nhánh của sông Vũ Giang, làng Dư Linh, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Hiện tại, các chuyên gia nhận định sạt lở vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Các quan chức đã sơ tán được 520 người dân cho đến thời điểm hiện tại. Vào ngày hôm qua, một trận lở đất khác đã xảy ra ở làng Ba Chê, khu tự trị Aichi, Tujia và Miao, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tổng cộng 10 triệu mét khối đất đá đã sụp xuống sông Thanh Giang. Một nhánh của sông Dương Tử tạo thành một hồ chắn trên sông này, đe dọa các ngôi làng gần đó cho Tân Hoa xã. Tổng cộng có 8.397 người dân của 1.963 hộ gia đình ở khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán kể từ khi bắt đầu mưa lũ ở Trung Quốc. Hơn 17.000 ngôi nhà đã bị phá hủy do mưa lớn, thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ USD, hàng trăm người thiệt mạng và mất tích, gần 20 triệu người sinh sống tại các khu vực dọc theo sông Dương Tử bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục nghìn người phải di dời chỗ ở khẩn cấp. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.